Vâng, hello, chào tất cả quý vị khán giả đến với video mới nhất của Hoàng Sáng TV. Tiếp tục cập nhật những thông tin và diễn biến mới nhất liên quan vụ việc của anh Tuấn Xà Lan. Thì vào buổi chiều tối ngày hôm nay, em đã vừa nhận được một thông tin cực kỳ nóng, nên là em đã phải làm ngay video này để có thể là cung cấp cho tất cả quý vị khán giả, để cho tất cả mọi người sẽ có một cái niềm vui chung với Hoàng Sáng TV. Đó, hiện tại thì tất cả quý vị và các bạn đang thắc mắc rất là lớn về cái vấn đề là vật chứng là đã giữ chị Hà ở dòng sông, đó là vật gì. Và em nói với tất cả mọi người luôn, nếu như không có cái gì neo giữ chị Hà thì đã trôi đi vài cây số, chứ không bao giờ nằm ở đó được 12 ngày đâu. Đó, và điệp viên không biết, không thấy, không có của em hôm nay có cập nhật cái thông tin về có thể nha, có thể cây láp và chân vịt được đưa lên đó có liên quan đến chị Hà. Nói vậy cho mọi người vui. Bởi vì sao? Khi mà cái vật chứng ấy được đưa lên ấy, quý vị thấy không, nó có một cái điểm rất là lạ. Gia đình không có chia sẻ bất cứ cái thông tin gì. Vật chứng chúng ta không được nhìn thấy, và chỉ có một cái tin đồn là vật chứng 50kg thôi. Và có khi nào gia đình cố tình đó là tung cái hỏa mù, có nghĩa là có thể đấy là vật chứng thật, nhưng mà gia đình không muốn công bố và không muốn cho tất cả mọi người cùng lo lắng, và không muốn đá động đến tập đoàn Xà Lan. Bởi vì nếu như đó là vật chứng thật thì có lẽ là bên tập đoàn Xà Lan họ sẽ ra một cái bước đi mới, thì gia đình lại rất khó để có thể thắng. Bởi vì là sao? Gia đình đã nhận được cái thông tin là cái phía bên gia đình của tập đoàn Xà Lan ấy rất là mạnh. Đó, nên là bây giờ nếu như mà để gọi là biết cái thông tin là đấy là vật chứng thật thì có thể là sẽ ảnh hưởng thì đấy cái việc là gia đình sẽ tìm được những cái công bằng cho chị Hà. Đó, nên là em nói với tất cả mọi người là có thể rất là khả năng rất là cao cái vật này nó sẽ liên quan, chứ không phải là không. Bởi vì em nói với tất cả mọi người là sao? Không tìm được vật gì khác ngoài cây láp và chân vịt đó, và lại không có thông tin gì về chúng ta có thể nói rằng là, nhiều người có thể nói với em rằng là khi mà tìm được vật chứng ấy thì rất là vui, nhưng mà tại sao khi tìm xong được rồi á thì chúng ta lại chả thấy có thông tin gì nữa về vật chứng nữa, chỉ có thể nói là đang điều tra thôi. Bây giờ em nói với tất cả mọi người á, nếu như đó mà không phải là cái vật liên quan đến chị Hà thì có lẽ là đã sáng tỏ rồi, đúng không? Có nghĩa là chúng ta đã biết được là nó không liên quan đến chị Hà đâu, thì chắc là cái vật chứng đó nó không hề liên quan gì hết. Có câu trả lời rồi. Nhưng mà em nói mọi người là tại sao đến tận bây giờ chúng ta vẫn chưa có thông tin gì hết, và chúng ta chỉ có nghe được rằng là cái vật đó nó có 50kg thôi, nó không đủ neo. Bây giờ em nói mọi người là một cái vật mà nó dùng mà là một cái láp gãy, một cái mỏ neo, nó giống như cái mỏ neo vậy. Em nói mọi người là nó chả thể nào mà nó vô tình mà nó rơi đúng cái chỗ chị Hà nổi lên. Đó, điệp viên của em có nói rằng ấy là rất có khả năng thì cái vật mà được tìm thấy đó nó có liên quan trực tiếp đến tập đoàn Xà Lan đấy, chứ không phải là không đâu. Đó, thì em nói mọi người là em chỉ nghe như vậy thôi, chứ bây giờ chúng ta đâu có dám khẳng định đâu quý vị. Em không dám khẳng định nó là 100%, đúng không? Chúng ta chỉ có nghe và chúng ta phán đoán thôi. Bởi vì sao? Đã hơn 1 tháng, 2 tháng trôi qua rồi, và khi tìm được vật chứng thì bây giờ cũng không thấy có cái thông tin gì gọi là cái vật đó nó là ở đâu ra, và cái vật đó nó có đó từ bao giờ. Bây giờ em nói với tất cả mọi người nhá, cái chỗ mà chị Hà nổi lên đấy là nó ở giữa sông Vàm Cống, mà ở giữa sông Vàm Cống thì dễ gì có cái vật gì mà mắc ở đó quý vị, nó dễ gì có cái vật gì mà rơi ở đó, nhưng mà lại vô tình lại tìm thấy một cái láp nó lại dài khoảng tầm có 4-5 tấc đó, nặng 40-50kg. Chúng ta làm gì biết nó nặng 50kg, chúng ta chỉ có biết rằng là cái vật đó được tìm thấy là gia đình Kim Linh đã lên kêu gọi chúng ta là ở đây là đã tìm được vật chứng rồi, và hôm đó thì công an đến đông lắm rồi. Em nói mọi người á, cái hình ảnh của cây láp đó chúng ta nhìn thấy không? Em nói mọi người á, có thể 50kg á, nó chỉ là cái cánh quạt thôi, nó bằng đồng thau thì nó 50kg, còn cây láp chúng ta chưa biết nó là bao nhiêu ký đâu. Bởi vì em nói mọi người là cái cây láp với chân vịt nó gắn, nó dính liền với nhau hay không, hay là nó như thế nào đó, chúng ta đâu có biết được. Nên em nói với mọi người rằng ấy, khi mà cái vụ việc này nó gần hầu như là dần dần chìm, bởi vì là anh em đưa tin cũng đã ít đi, rồi là những cái thông tin về vụ việc này cũng đã ít đi, rồi mọi người cũng theo dõi cũng ít đi, nhưng mà cái sự việc này nó vẫn rất là nóng. Bởi vì sao? Bởi vì đến bây giờ chúng ta cũng chẳng thể hình dung được là ủa thế lý do vì sao mà chị Hà lại nằm ở dòng sông đó tận 12 ngày. Vậy thì em nói với tất cả mọi người, nếu như không có gì níu giữ thì có nằm được ở giữa sông đó 12 ngày hay không? Bây giờ chúng ta chỉ giải thích một cái đơn giản như vậy thôi. Đó, nếu như không có gì níu giữ thì liệu có nằm ở giữa dòng sông đó được tận 12 ngày hay không? Hay là em nói mọi người hả, chỉ có vài tiếng đồng hồ thôi là người ta đã trôi đi rồi. Bây giờ em nói mọi người, các nhà khoa học ấy, họ nghiên cứu là nếu như con người, người ta mới rơi xuống sông, ở trong bờ, người ta vẫn bị nước nó cuốn trôi và trôi đi tận vài cây số. Đó, và quá trình ở đây em nói mọi người là chỉ có 2-3 ngày nổi lên à. Nhưng mà chị Hà lại không nổi lên. Đó, không nổi lên quý vị nhá, không nổi lên. Có nghĩa là nằm im ở dưới đáy sông đó được tận 12 ngày. Mà khi cào cấu, móc dính mới nổi lên. Mà móc dính thì móc dính vô đâu? Đồ không bị rách, quần đã không bị rách, và trên người không có một cái vết gì gọi là dính tiếp xúc với cái móc câu đó. Vậy thì em hỏi mọi người, cái móc câu đó dính là cái gì? Đó, em nói mọi người là cái neo đó nó chưa phải là tất cả đâu. Bây giờ em nói với tất cả mọi người rằng ấy,
chúng ta nghi ngờ ở đây là rất là nhiều, từ các bình ắc quy này đó, rồi cây lắp máy này, cả bình ắc quy này, rồi là những cái vật neo khác, thì em nói mọi người rằng là tất cả chúng ta đều rất là nghi ngờ, nhưng mà đâu có biết được ở đấy là cái vật gì đâu quý vị, đúng không? Đâu có biết được cái vật đó là vật gì. Và em nói với tất cả mọi người luôn, khi mà gia đình của chị Hà cung cấp thông tin ấy, có nói rằng ấy là đã tìm được cái vật chứng là cái cây láp và chân vịt đó được cẩu lên rồi, thì em nói mọi người là có ai nhìn thấy hay không? Đó, không ai nhìn thấy thì chúng ta không biết được cái kích cỡ của nó là bao nhiêu. Bởi vì em cũng nói với tất cả mọi người rồi là cái kích cỡ của cây láp và chân vịt đó có khi nó dài và có khi nó nặng và có khi nó ngắn, chúng ta đâu có biết được đó là bao nhiêu đâu, đúng không? Chỉ có nghi ngờ là nó như vậy thôi chứ chúng ta đâu có biết được. Nên em nói với tất cả quý vị và các bạn rằng ấy, khi mà nhập viện em thông báo về ấy là có khả năng là cái vật đó nó liên quan đến cái vấn đề của chị Hà, và có khả năng hai cái vật đó nó chính là cái vật mà đã giữ. Đó, em nói mọi người là bây giờ cái việc mà chưa điều tra ra thì chúng ta có cái sự nghi ngờ rất là cao. Nhưng mà em nói với tất cả mọi người ấy, nếu ví dụ như mà cây láp và cái chân vịt đó nó mắc ở đó, vậy thì em hỏi mọi người cái gì là cái vật mà tiếp nối giữa chị Hà và hai cái vật đó. Đó, em nói mọi người ha, nó rất là khó chứ không phải là không đâu. Bởi vì là nếu như mà em nói mọi người chị Hà mắc phải đó thì mắc phải cái gì? Nó phải có cái gì mà để mắc, có cái dây, cái diều gì nó mới mắc thôi được chứ. Chứ em nói mọi người tự dưng làm sao mà có chuyện mà mắc cái thi thể chị Hà vào đó được, mà nằm ở đó 12 ngày được. Vậy thì em nói mọi người là khi cào cấu nó mắc phải cái gì mà lại nổi lên? Đó, cào cấu phải cái gì mà nổi lên? Thì nó cũng phải có lý do chứ không phải là không, đúng không? Chị Hà đã bị nằm ở đó tận 12 ngày chứ đâu phải là 1-2 ngày đâu. Nên em nói với tất cả mọi người rồi là chắc chắn cái vụ việc này nó sẽ sáng tỏ chứ không phải là không. Bởi vì sao? Bởi vì ngay từ cái ngày ban đầu đó, từ cái lúc mà chị Hà nổi lên đến ngày hôm nay, chúng ta đã biết rằng là đã 6 tháng trôi qua, chúng ta chẳng có kết quả gì hết. Đó, ngay cả cái việc em nói mọi người là chị Hà ở đây là nằm ở đó vì cái lý do gì? 12 ngày nằm dưới sông, em nói mọi người đâu phải chuyện đơn giản, đúng không? Ví dụ em nói với tất cả mọi người rằng ấy là ví dụ như chị Hà có mắc phải gốc cây. Đó, mắc phải gốc cây hay là mắc phải một cái gì đó mà nó giữ được chị Hà ở cái vị trí dưới dòng sông đó, thì nó cũng phải có tìm thấy chứ quý vị. Làm gì có chuyện mà em nói mọi người cả gia đình mà tìm 4 năm mà không thấy. Rồi cái việc mà em nói mọi người á chìm xuồng là nó cũng là một cái vấn đề mà mọi người cần phải quan tâm. Bởi vì cái điệp viên của em có nói với em rằng ấy, cái vấn đề chìm xuồng là một cái vấn đề rất nhạy cảm nha. Chìm xuồng trong lúc tìm vật chứng nó là một cái gì đó rất nhạy cảm. Bởi vì sao? Trong lúc gia đình đang tìm vật chứng thì vô tình bị chìm xuồng, thì gia đình cũng đang nghi ngờ cái thông tin ở đây là ai đã làm cái điều này, và đây có phải là cái sự vô tình hay là sự cố ý. Thì em nói mọi người đâu phải đơn giản đâu quý vị, nó phải có cái gì đó liên quan. Nên là em nói với tất cả quý vị và các bạn rằng ấy, cái vụ việc của Tấn Xà Lan đến ngày hôm nay nó chưa thể kết thúc được. Bởi vì sao? Bởi vì nó có quá nhiều những cái điều bí ẩn. Và ngay cả cái việc mà em nói mọi người chị Hà bị cái gì mà em nói mọi người là mắc hay là níu giữ hay là neo hay là cái gì đó, chúng ta đâu có biết đâu. Em nói với tất cả quý vị các bạn rằng cặp bình ắc quy bây giờ đã được thay mới hay chưa, cặp bình đó bây giờ ở đâu, cặp bình đó mua để làm gì, rồi là xà lan hỏng sửa ở đâu, chúng ta cũng chưa thấy công bố mà. Đó, em nói mọi người là gia đình của cha vẫn đi tìm kiếm chứ không phải là không. Họ vẫn đi tìm kiếm những cái thông tin, ví dụ như là cặp bình ắc quy là sửa ở đâu, họ đang vứt ở đâu rồi. Đó, cái cây láp rồi là cái gì đó, gia đình họ có thông tin là họ phải điều tra chứ. Còn điệp viên của em có nói rằng ấy là bây giờ chúng ta hãy đợi chờ và hãy tin rằng là cái cây láp và chân vịt đó có thể sẽ là cái vật mà liên quan trực tiếp chứ không phải là không đâu. Em cũng nghĩ như vậy mọi người, bởi vì là em nói mọi người là từ lúc mà tìm được vật chứng chúng ta không có hình ảnh thực tế mà chỉ có nghe thôi, mà nghe thì lại nghe từ anh Cường. Mà anh Cường là ai? Anh Cường lại là bạn của ông thợ lặn. Bởi vì có phải ông thợ lặn đâu. Đó, tại sao ông thợ lặn lại không lên tiếng chia sẻ? Và ông thợ lặn này cũng là một cái người em nói mọi người được gia đình là nhờ đi lặn để tìm vật chứng. Và em nói mọi người rằng là Kim Linh có nói ấy, là khi mà dùng cái già móc câu ấy xuống già tìm một cái, già tìm một cái là móc trúng luôn. Đó, vậy thì em hỏi mọi người là móc trúng luôn thì móc trúng luôn ở đây là nó móc vào cái gì, nó móc vào đâu? Thì khi mà thợ lặn họ tìm kiếm, họ cũng sẽ phải gọi là tìm cách chứ quý vị. Ví dụ như em nói mọi người ấy, là cái cây láp đó họ kéo lên đúng không, thì làm gì có chuyện mà cả người dân người ta thấy đó. Nhưng mà người dân người ta vẫn nói rằng là lúc hôm đấy là đông lắm, rồi là thấy một cái vật chứng ở đấy, là thấy vật chứng ở đấy là công an không cho chụp, rồi là gia đình bên Kim Linh là thấy cái vật chứng đó kéo lên là cân nặng 50 kg. Em nói mọi người là nếu cân nặng 50 kg thì cái người dân xung quanh không mở thấy được, bởi vì đó là vật chứng liên quan đến vụ án thì làm sao mà thấy được, bởi vì lúc đó họ phải bảo vệ hiện trường chứ, làm gì có chuyện em nói mọi người hả, người dân nhìn thấy được cái vật đó cân nặng 50 kg quý vị. Nếu mà nhìn thấy là chỉ có gia đình của chị Hà mới thấy thôi, chỉ có 1-2 người nhìn thấy, hoặc là cùng lắm là ông thợ lặn thấy, chứ làm có gì có chuyện mà cả người dân người ta thấy 50 kg. Nên là em vẫn nói với tất cả mọi người nó có cái điều gì đó sai sai. Có thể là gia đình bây giờ là đã tin được cái đó, có thể đó là cái vật gì đó nó là vật chứng rồi, nhưng mà gia đình vẫn muốn tung tin là đó không liên quan gì hết, để cho mọi người là đỡ hy vọng, và để đùng một cái là
sẽ ra đi cả một tập đoàn Sà Lan, vì lúc đấy đâu ai nghi ngờ đâu. Bây giờ ai cũng gọi là ăn mừng đúng không? Bên tập đoàn Sà Lan là ăn mừng, gọi là bây giờ chắc là không liên quan, không tìm thấy đâu, rồi là chắc không liên quan đâu, rồi ăn mừng. Đến khi mà đùng một cái mà kết luận, em nói mọi người hả, lúc đó là nằm mơ giữa ban ngày cũng không tưởng tượng được là nó lại như vậy. Bởi vì em nói với tất cả mọi người là bây giờ họ điều tra, chúng ta đâu có biết được. Cơ chức năng họ điều tra có cái gọi là họ có nghiệp vụ họ điều tra, chúng ta không thể nào biết được là họ bắt ai khi nào và khi nào họ ra lệnh. Bởi vì em nói với mọi người là bây giờ họ đem cái vật chứng về, được bảo vệ, được điều tra, được tính toán tất cả mọi thứ, thì họ không thể nào họ công bố chúng ta biết là ở đang điều tra như thế nào được, đúng không? Và khi mà gia đình cũng nói rằng ấy là có thể hai vật đó là không liên quan, bởi vì hai vật đó nó không cần phải là cái lắp trong cái máy của anh Tuấn, nó không cần phải thay cho cái xà lan 8 tấn, nhưng mà nó chỉ cần gọi là anh có cầm đi anh vứt xuống đó chẳng hạn thì nó cũng là cái liên quan rồi đó. Nên là mọi người cứ yên tâm đi, em cũng sẽ cố gắng để cập nhật những cái thông tin mới nhất, bởi vì là hiện nay mỗi lúc đều có những thông tin nóng, bởi vì bây giờ nó không còn những thông tin như trước đây đâu. Đó, thông tin nhỏ giọt nhưng mà có là em sẽ cập nhật ngay, chỉ cần có cái gì đó là em sẽ cập nhật ngay, nên mọi người yên tâm nha. Em vẫn sẽ cùng tất cả mọi người để có thể là đi đến cái cùng cuối cùng của con đường này. Ôi à, mong vụ việc này nó sẽ được sáng tỏ và chị Hà sẽ là được công bằng quý vị nha. Rồi, video này xin phép dừng ở đây. Em cảm ơn tất cả mọi người nha. Cảm ơn tất cả mọi người nha.